Đình Quang, chào quý khán giả của người Việt TV Online Thưa quý vị, chúng ta đã tiêu mất 29 ngày của tháng riêng năm 2018. Hôm nay là ngày 29 và sau đây là một điểm tin của người Việt TV Online này. Trước hết là tin liên quan đến Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ngay tại Nam Hàn. Chỉ còn vào khoảng vài tuần nữa nữa thôi thì Thế vận hội bắt đầu khai mạc và một cái cuộc nghiên cứu mới đây nhất của phía bên Nam Hàn cho thấy rằng đa số những người trẻ Nam Hàn họ không nghĩ rằng đất nước Nam và Bắc Hàn nên thống nhất với nhau. Họ nói rằng dựa vào cái kinh nghiệm năm 1990 khi Đông Đức và, và Tây Đức thống nhất ấy, thì Đông Đức đã là một gánh nặng rất lớn cho Tây Đức về mặt kinh tế. Đó là chưa kể một cái khoảng cách rất là lớn lao về phương diện văn hóa giữa một đất nước nó nằm chìm đắm trong chế độ cộng sản bao nhiêu năm trời và một đất nước phát triển tự do. Họ nhìn Nam Hàn cũng thế. Họ bảo nền kinh tế Nam Hàn hiện nay rất là vững mạnh và đang được hưởng một cái không khí tự do họ không muốn phải nhập vào với đồng bào miền Bắc của họ để chịu một cái gánh, 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 nặng có thể lớn hơn đối với cái giá mà Đông Đức và Tây Đức đã trả năm 1990. Cuộc nghiên cứu này cho thấy là 71% những người trẻ của Nam Hàn họ nói rằng họ chống lại cái việc mà thống nhất đất nước. Những người trẻ này nói rất rõ rằng họ chả có lý do gì phải liên hệ với miền Bắc cả và họ xem như miền Bắc là một kẻ thù rõ rệt của miền Nam cũng cần nhắc lại là lần chót mà Nam Hàn thủ, tổ chức Thế vận hội đó là năm 1988. Trước đó 10 tháng thì điệp viên của Bắc Hàn đã làm nổ một chiếc máy bay của Nam Hàn khiến cho 115 người bị thiệt mạng. Và tin tức gần đây chúng biết là gián điệp làm nổ chiếc máy bay đó đã trả lời cuộc phỏng vấn của Đài NBC nói rằng bà ta lúc đó là 25 tuổi, nhận trực tiếp lệnh của Kim Dung Yêu tức là bố đẻ của Kim Dung Un ngày hôm nay đặt quả bom đó để phá Thế vận hội mùa hè. Của Nam Hàn hai vị um, nghị sĩ có tiếng của đảng Cộng hòa đó là nghị sĩ Susan Collins và nghị sĩ Lindsey Graham sáng nay cho biết rằng họ sẽ hy vọng là thường viện và hạ viện Hoa Kỳ sẽ tái xét lại một cái dự luật đã được đưa ra thảo luận trước kia là tạo ra một cái đạo luật để bảo vệ um, điều tra viên đặc biệt của nước Mỹ đó là ông Robert Mueller trong cái việc mà ông đang tiến hành uh, công cuộc điều tra liệu xem uh, nước Nga đã ảnh hưởng và thông đồng như thế nào và cuộc bầu cử năm 2016 dẫn tới kết quả là Tổng thống Donald Trump đắc cử. Lời tuyên bố này của hai nghị sĩ Susan Collins và Lindsey Graham được đưa ra trong bối cảnh tuần lễ vừa qua thì tờ New York Times cho biết là vào tháng 6 vừa qua năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh để đuổi ông Robert Mueller ra khỏi cái vai trò điều tra viên đặc biệt nhưng mà lệnh của Tổng thống đã gặp phải một sự phản ứng của chính luật thư riêng tòa Bạch Ốc, đó là luật sư Mark Gunn. Ông Mark Gunn đã nêu vấn đề này ra với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mark Master và ông Steve Bannon là chiến lược trường của tòa Bạch Ốc và nói rằng nếu mà Tổng thống Trump quyết định tiến hành cái lệnh đuổi ông Robert Mueller thì ông Mark Gunn sẽ từ chức. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã không thi hành cái lệnh này. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì cảnh sát tại Los Angeles đã bắt kịp một người thanh niên 25 tuổi có tên là Christian Michael Garcia. Garcia đã can với cái tội là đốt hai cái nhà thờ tại miền nam California và có dự mưu là sẽ đốt một loạt những nhà thờ tại California cũng như nhà thờ tại nhiều tử bang khác. Marco Garcia bị bắt vào lúc 2 giờ đêm hôm thứ Năm vừa qua. Khi vừa mới đốt cháy một cái nhà thờ tại khu vực um, uh, Pasadena, đó là một cái nhà thờ có tên là Resurrection Church. Nhà thờ chỉ bị hư hại nhẹ thôi. Riêng cái ngôi nhà thờ Church of Angel ở Pasadena và tại Los Angeles thì đây là một cái nhà thờ cổ được xây năm 1889, nhà thờ bị hư hại nhẹ với cái khói của của cái cơn hỏa hoạn làm nám các bờ tường mà thôi. Ở tin của hãng thông tấn Reuters và của đài KABC cho biết là nghi can Garcia sẽ phải ra tòa tại Los Angeles vào sáng ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump đang dự hội nghị Davos, tức là thượng đỉnh hợp tác kinh tế thế giới tại thành phố Davos ở bên Thụy Sĩ. Và trả lời một cuộc phỏng vấn báo chí tại đây khi họ nêu ra vấn đề là ngày 19 tháng 5 sắp tới đây là đám cưới của Hoàng tử Harry nước Anh và người uh, mẫu của Hoa Kỳ đó là Meghan Marco, Tổng thống Trump nói rằng ông không hề biết về cái việc mà cái lời mời dự cái đám cưới ngày 19 tây tháng 5 này. Ông nói một cách rất khéo léo, ông bảo là tôi thấy rằng đây là một cặp vợ chồng hết sức là dễ thương, đáng yêu. Và khi mà báo chí văn hỏi rằng ông có tham dự vào cái lễ cưới ngày 19 tháng 5 hay không, thì ông bảo rằng, ông chỉ trả lời rằng I want them to be happy. I really want them to be happy. Tức là ông bảo rằng tôi thực sự muốn cho cái cặp vợ chồng này hạnh phúc mà ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí là ông có được hoàng tử Harry và bà Meghan Markle mời hay không. Chúng ta cũng biết là bà Meghan Markle là một tài tử của Hoa Kỳ và bà đã ủng hộ bà Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 và chỉ trích tổng thống Trump là người mà đã chia rẽ nước Mỹ. Lần này thì đám cưới của hoàng tử Harry và bà Meghan Markle sẽ được tổ chức ngay tại St George's Chapel, tức là cái ngôi đền nhà thờ xin lỗi quý vị một cái tòa lâu đài cổ tên là Windsor tại London và chỉ có 800 khách được mời dự mà thôi. À, trong mấy tuần vừa qua thì người ta nói rằng trong những khách danh dự sẽ có vợ chồng của cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bởi vì ông Barack Obama và hoàng tử Harry đã có những thân tình với nhau trước kia. Một cuộc nghiên cứu mới đây nhất của hãng thông tấn Reuters cho biết rằng 2 phần 3 người dân Mỹ họ cảm thấy rất lo ngại khi phải lái một cái chiếc xe không có người lái, tức là cái xe tự hành. Nữa. Chỉ có 27% nói rằng họ sẵn sàng lái loại xe này mà thôi. Về phía Nam giới thì 38% nói rằng họ không cảm thấy vấn đề gì cả khi ngồi trên một chiếc xe không người lái. Trong khi đó thì 55% nói rằng họ rất là quan ngại bởi vì họ vẫn thích rằng uh, xe do con người lái thì an toàn hơn. Về phía phụ nữ thì số chống đối xe tự lái rất là cao tới 77%, chỉ có 16% nghĩ rằng có thể lái chiếc xe này mà thôi. Và cuối cùng là liên quan đến giải Grammy đêm hôm qua, thưa quý vị, uh, ca sĩ Bruno Mars và uh, Kendrick Lamar đã chiếm hầu hết các giải Grammy 2018. Tuy nhiên chính trị đã được đưa vào trong cái giải um, nghệ thuật này bởi vì uh, ban tổ chức đột nhiên đã chiếu một cái video clip trong đó cho thấy là bà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu ứng cử viên tổng thống Harry Rodham Clinton cùng với ca sĩ Che, ca sĩ Snoop Dog xuất hiện để đọc một cái đoạn trong cái cuốn sách mới được phát hành mà nổi tiếng gần đây, đó là cuốn Fire and Furry nói về tòa bạch Ốc của tác giả Michael Wolff. Uh, bà Clinton đọc một cái đoạn nói rằng tổng thống donald trump đã có một cái lịch sử lâu dài là sợ bị đầu độc và tại sao donald trump chỉ thích ăn uh, bánh uh, tại mcdonald mà thôi bởi vì lý do rằng thực phẩm ở đây họ phục vụ rất là lẹ cho nên nó an toàn hơn và ông có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào mà không ai biết là ông xuất hiện ở cái tiệm mcdonald nào cả. Thưa cái vị xuất hiện trên sân khấu thì uh, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng là camila cabello đã đưa cái đề tài dreamers tức là những người trẻ mà đến nước mỹ với cái niềm mơ ước được trở thành công dân mỹ ra để thảo luận và đọc diễn văn trong cái giải grammy này tài từ camila cabello cô nói rằng trong cái căn phòng này ngày hôm nay tất cả đều là những người dreamers và chúng ta đừng quên rằng hiệp chúng của hoa kỳ được thành lập bởi những người dreamers và chúng ta cũng vì nước mỹ mà đeo đuổi một cái niềm tin cho những người dreamers chúng ta biết là Dreamers là thuật ngữ để mô tả những người vào nước Mỹ theo thành phần DACA. Tức là lúc mà họ vào nước Mỹ khi họ còn rất nhỏ và bố mẹ họ có thể là những người di dân bất hợp pháp. Nhưng mà cái do lệnh của Tổng thống Barack Obama thì họ được ở lại để hợp thức hóa cái tình trạng lưu trú của họ. Có những người đó là bác sĩ, có những người là kỹ sư, có những người đó là quân đội, là tác chiến trong quân đội Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ bỏ cái DACA này đi như vậy tức là tương lai của những người thuộc diện dreamer rất là mờ mịt có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.